rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Cẩm Liên nghẹn ngào kể về nỗi hối hận nhất cuộc đời khiến cô khóc lã chã trong đêm giao thừa. Đây là điều khiến tôi hối hận cả đời và tôi tự nhủ đó là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng, Cẩm Liên chia sẻ. Vừa qua tập 21 cũng là tập cuối cùng của chương trình Kiếp Vui Vẻ mùa thứ 2 lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn xúc động. Cẩm Liên, tôi muốn kiện chương trình Kiếp Vui Vẻ vì được phát sóng vào những ngày gần Tết nên chương trình đã mời ca sĩ Cẩm Liên tới trình diễn ca khúc Khúc Hát Ân Tình để mang lại không khí đón xuân cho khán giả. Được biết Cẩm Ly từng ngồi Kiếp Vui Vẻ mùa thứ nhất cùng đội Ốc Thanh Vân. Sau khi trình diễn xong, Cẩm Ly nói với MC Lại Văn Sâm, thực ra thì cũng chỉ mới đây thôi, nhưng những cái đã qua thì luôn là ký ức. Hôm nay đứng ở đây tôi muốn kiện chương trình Kiếp Vui Vẻ, tôi tức quá. Tôi kiện vì tôi rất thích chương trình này. Nhưng lúc tôi chơi nó có 70 phút mà giờ lên đến 90 phút, tôi kiện chương trình này vì tôi tức quá. Nghe Cẩm Ly nói vậy, Thanh Duy lập tức lên tiếng, tôi cũng muốn kiện chương trình Kiếp Vui Vẻ đợt trước, chương trình chỉ có 60 phút. Nên đoạn tôi chọc chị Cẩm Ly bị cắt mất, nhưng tiện hôm nay cho phép tôi được chọc chị Cẩm Ly lại. Chị Cẩm Ly có một bài hát rất hay là bài Phố Xuân. Tôi coi bài đó từ năm cấp 3 và nhớ mãi một động tác phủ đạo của chị ấy không thể quên được. Đó là một động tác vô cùng hài hước. Nói rồi Thanh Duy chạy ra bắt chước lại động tác phủ đạo kỳ quặc của Cẩm Ly, khiến ai cũng bật cười. Còn Cẩm Ly thì ngượng chín mặt. MC Lại Văn Sâm cũng nói thêm, không chỉ Cẩm Ly kiện mà khán giả cũng muốn kiện chương trình này. Chính vì thế chương trình đã phải tăng thời lượng phát sóng lên đến 90 phút. Cẩm Ly nghẹn ngào kể về nỗi hối hận nhất cuộc đời. Tiếp tục chương trình, Cẩm Ly nghẹn ngào chia sẻ nỗi vất vả ngày Tết của mình. Cô nói, sau đêm 30 tôi thấy không phải là tôi nữa, cảm giác rệu rạo hết cả người. Những ngày gần Tết tôi không biết mình làm cái gì mà phải chạy ngoài đường suốt, mua cái nọ đến cái kia. Có lẽ do tính tôi cầu kỳ khi làm mâm ngũ quả. Đêm 29 tôi phải ra chợ hoa ở tới tận 1-2 giờ sáng chỉ để lựa hoa. Tôi mệt lắm nhưng lại muốn được mệt như thế để cảm giác được Tết đến gần mình như thế nào. Người phụ nữ nào trong gia đình như tôi cũng muốn có một cái Tết sum vầy đầy đủ cả gia đình. Bởi vậy nên dù mệt, tôi vẫn hạnh phúc vì phải làm nhiều. Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch là mùng 1 tôi có thể đi hát, nhưng riêng đêm 30 thì dù cát xê cao cỡ nào tôi cũng không đi. Tôi nhớ có lần tôi đi diễn ở Cần Thơ vào ngày 30, đáng lẽ trên đường đi diễn tôi sẽ đi qua một điểm nữa nhưng lại bỏ về. Trên đường về tôi bị tắc đường ngay sát giờ giao thừa, tôi nhìn lên trời bắn pháo hoa mà nước mắt rơi lã chã trong xe. Đây là điều khiến tôi hối hận cả đời. Và luôn tự nhủ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi sẽ không bao giờ đi hát vào đêm 30 nữa. Tôi không muốn mất đi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới bên cạnh gia đình mình. Nhân đây tôi chúc mọi người dịp Tết bằng một bài thơ con cóc do tôi tự làm như sau. Đầu xuân Canh Tý, kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn thành công, sự nghiệp hanh thông, công danh tấn tới, niềm vui phơi phới, kính chúc năm mới thịnh vượng an khang, vạn sự bình an tràn đầy hạnh phúc.